Chào mọi người, hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một trải bài mới, đó chính là điều đang tới với bạn nhưng bạn vẫn chưa nhìn ra. Để xem hôm nay kế hoạch bất ngờ cho các bạn là gì. Là hai hình ảnh thiên thần tượng trưng cho hai tụ. Tụ đầu tiên với viên đá vàng găm, tụ số 2 với viên đá trắng. Thực ra thì không biết bạn nào ở đây có thích đá thô, đá kiểu không cần phải mài rũa gì không? Tại vì mình rất là ít khi có những cái đá mài rũa mà hầu như chỉ là đá thô thôi. Bởi vì mình cảm giác là những cái đá thô cầm vào nó cảm giác là nó rất là freestyle hơn là những cái mà đã được thiết kế. Rồi, bây giờ mình sẽ đến với từng tụ một nha. Một, đừng quên là các bạn có một cái bảng mình đã để ở phần đầu video về cái việc là chọn ra các từ khóa về những điều mà đang đến với bạn nhưng bạn chưa thấy. Ở đây trong trải bài các bạn có wow, cơ hội và giải pháp. Rồi, đây chính là những điều mà sẽ đến với các bạn cộng với những từ khóa vừa lấy bạn chọn nha. Các cơ hội về công việc, có những khách hàng tốt hơn, các cơ hội về tiền bạc tốt hơn, những giải pháp sẽ được giải quyết giữa bạn và một ai đó, các giải pháp sẽ được tháo gỡ những khó khăn, cái tình huống, những gánh nặng mà bây giờ bạn đang phải chịu, những giải pháp bạn đã chờ đợi từ rất lâu và nó sẽ là những điều ban phước lành mà bạn sẽ không bao giờ quên. Nó sẽ là những cơ hội mà giúp không những bạn, cả gia đình bạn, cả những người bạn yêu thương sẽ được gọi là sống ở trong một cái cuộc sống mà không cần phải lo nghĩ, ví dụ như không cần phải lo nghĩ về tiền bạc, không cần phải lo nghĩ là những người đã từng làm tổn thương các bạn họ quay lại hay không, hay cũng không cần phải lo nghĩ về cái việc là bạn sẽ tìm kiếm khách hàng như thế nào. Rất nhiều các bạn ở đây sẽ được truyền một cái cảm hứng đến từ một người bất chợt, đến từ một người lạ, đến từ một người họ vô tình nhìn thấy ở trên TV, trên báo đài, trên trong các khóa học, trong hay thậm chí trong các trải bài. Vô tình bạn đến trải bài này đi nhưng bạn lại được truyền cảm hứng về một điều gì đó, hay là truyền cảm hứng về chính bài hát mà gần đây mình thiết kế và gần đây mình tạo ra đi, thì nó cũng sẽ là những thứ truyền cảm hứng và vô tình nó sẽ đánh thức một cái đam mê nào đó. Ví dụ như là một cái ý niệm nào đó của bạn đã từng gọi là từng làm nhưng nó đã từng bị chết đi, thì bạn sẽ hồi sinh cái ý tưởng đó để biến nó trở thành cơ hội giúp các bạn, và nó chính là các giải pháp. Mình đang lấy ví dụ cho các bạn hiểu. Hoặc các bạn được truyền cảm hứng để làm gì? Tái tạo lại năng lượng của các bạn. Có một cái phần thưởng, có một cái điều gì đấy rất là xa xỉ mà thực sự đến với các bạn sẽ cần phải há hốc mồm ra và ngạc nhiên. Bây giờ thì các bạn chưa thấy nhưng chắc chắn một điều là, thứ nhất, nó sẽ giúp cho các bạn làm gì? Cảm thấy các bạn đẹp hơn trong mắt người khác. Số 2, nó sẽ giúp cho các bạn làm gì cũng mang cái màu sắc của lấp lánh, cũng mang cái màu sắc của cái việc nhiều người ngưỡng mộ. Số 3, đó chính là các bạn sẽ có xu hướng là thích làm đẹp hoặc là thích chăm chút cái cơ thể của các bạn nhiều hơn. Và các bạn tin rằng là không những bên trong mà cả bên ngoài các bạn cũng có sự thu hút, thì cơ hội cũng sẽ đến với các bạn nhiều hơn. Cuộc sống của các bạn nó đang trên một cái sự tạo đà và một sự thay đổi rất lớn, nhưng luôn luôn nó sẽ đảm bảo hai yếu tố, đó chính là trực giác và sự cân bằng. Trực giác và sự cân bằng nó nói đến việc là bất kể khi các bạn làm gì, các bạn đặt bút ký kết cái gì, các bạn tham gia một cái cuộc họp như thế nào, các bạn cần phải thương lượng thế nào với khách hàng, với học viên, với những người xung quanh, các bạn làm việc với chính bản thân và đội bảo hộ tâm linh, các bạn để ra một cái điều ước gì, các bạn cũng làm việc vô cùng cẩn trọng, vô cùng kỹ lưỡng. Và cái điều đấy vô tình nó tạo ra những kết quả không thể nào sai lệch được với các bạn, bởi vì các bạn đã tận dụng rất tốt. Nhiều bạn ở đây nha, sắp tới các bạn có thêm một món quà. Món quà này là món quà mà có vẻ như các bạn biết rồi nhưng mà chưa từng các bạn được khai phá một cách gọi là khả năng tối thượng. Thì cái món quà này gọi là món quà trực giác đến từ các thế hệ. Có nghĩa là có một ai đó trong thế hệ của các bạn, trong thế hệ đi trước các bạn đã sở hữu cái năng lực này. Và bản thân các bạn cũng biết các bạn có, nhưng vì các bạn có quá nhiều nỗi bận tâm hoặc là vì bản thân bạn chưa khai thác được tối đa cái năng lực của bạn về trực giác đi, thế nên đôi khi nó vẫn chưa hoàn toàn giúp đỡ các bạn gọi là phát triển vượt bậc, ví dụ như áp dụng trực giác vào công việc hay trong tình cảm đi. Nhưng cái điều mà tới với bạn ở đây nó sẽ là một cái trực giác tối thượng, để các bạn làm gì các bạn cũng biết là điều đấy là đúng hay không đúng, để các bạn đưa ra quyết định một cách gọi là rất là tự tin. Điều số 2, cái sự cân bằng, cái ranh giới, những cái quyết định, những cái ký kết, những cái sản phẩm, những cái văn gọi là những cái văn bản và những cái gọi là pháp luật sẽ đứng về phía các bạn. Nếu như lúc trước các bạn từng gặp phải những cái trạng thái không công bằng, ví dụ như là các bạn làm việc nhưng các bạn hay bị
làm nhiều thời gian hơn nhưng mà chủ không trả lương đúng như các bạn chẳng hạn. Hay là ví dụ như là các bạn phải bỏ ra công sức nhiều hơn so với mức bình thường và các bạn biết được rằng là các bạn xứng đáng hơn vậy. Hoặc là ví dụ như là có rất là nhiều người họ cố tình lấy đi cái năng lực của bạn nhưng cuối cùng họ không trả lại cho các bạn cái gì, thì họ sẽ nhận lại cái bài học xứng đáng và bạn sẽ nhận lại được cái good karma của bạn. Họ sẽ nhận những cái nghiệp quả không tốt và bạn ngược lại sẽ có được những cái phần thưởng được coi là nghiệp quả tốt đến từ những gì các bạn đã gieo trồng. Thế nên là không có thứ gì gọi là mất đi. Wow. Một lời tỏ tình, một lời thú nhận, một sự cam kết, một sự giúp đỡ, một mình nói rồi, sự công bằng sẽ đứng về phía các bạn. Vũ trụ sẽ đứng ra trực tiếp làm chủ cho các bạn. Thật sự là thế luôn. Người không thể chịu nổi những thứ, những người mà đang gây ra cái áp lực rất lớn cho các bạn, mặc dù các bạn vẫn đang chỉ làm phần việc của bạn thôi, nhưng họ đã vượt quá cái giới hạn mà họ đáng lẽ nên phải làm rồi. Thế nên sẽ có người đứng ra chủ trì công lý cho các bạn. Các bạn, mình đang thấy ở đây tụ một liên quan đến rất nhiều những thứ đến với bạn. Nó không chỉ là về cơ hội, nó không chỉ là nguồn truyền cảm hứng, nó không chỉ là trực giác, món quà đến từ các thế hệ tổ tiên, mà nó còn là năng lượng của nước, còn là năng lượng của cảm xúc. Rất có thể là các bạn đã điều chỉnh được cảm xúc, rất có thể các bạn đã cắt đứt được hoặc là tạm dừng những mối quan hệ toxic, những mối quan hệ độc hại, những mối quan hệ mất cân bằng giữa cho và nhận. Bạn không thấy được giá trị của bạn ngang bằng với những gì bạn bỏ ra trong một mối quan hệ. Và bạn biết chắc chắn được rằng là chỉ khi bạn ra đi mọi thứ mới kết thúc. Và điều này vô tình sẽ kích hoạt thêm một điều. Đó chính là thứ các bạn nhận được sắp tới ít nhất trong vòng 3 đến 6 tháng tới, đó chính là những mối quan hệ thật sự, những người được gửi xuống làm bạn với bạn thật sự, những người thật sự tận tâm trợ giúp với bạn, những người mà chỉ mang lại cho các bạn niềm vui, cái sự tự tin và cái sự cổ vũ hơn là những người bỏ rơi các bạn lúc trước, hơn là những người họ chỉ muốn lấy đi cái lợi ích, lấy đi cái khả năng của bạn, lấy đi cái niềm vui, cái sự tốt đẹp của bạn và sau đó không trả lại cho các bạn bất cứ thứ gì. Và ngoài ra, nếu như trong chuyện tình cảm thì mình đang thấy ở đây, trước khi cái đối tượng, hình như đối tượng này là đối tượng trong quá khứ với hình ảnh này này, là bạn sẽ mập mờ thấy được sự xuất hiện từ họ, hoặc mập mờ thấy được cái hình ảnh họ đăng về một nơi nào đó. Những cái câu nói mà họ nói vô tình, khi bạn đọc được bạn sẽ nghĩ chắc chắn họ đang nói về cái cuộc gặp gỡ giữa bạn với họ, họ đang nói về ẩn ý giữa cái việc họ muốn quay lại, họ đang nói về một cái điều gì đó mà thật sự bạn biết chắc là nó sẽ xảy ra giữa bạn và họ. Tụ này khá là thú vị nha. Mình không biết là tất cả những gì mình nói hiện tại các bạn đang cảm nhận được rõ ràng 100% hay chưa. Nhưng chắc chắn một điều, nó còn lớn mạnh hơn cả những gì bạn đã từng biết và từng tưởng tượng cho đến tận giờ phút này. Nó có một cái điều gì đấy mà được coi là sự vỡ òa trong hạnh phúc. Mình nói rồi, nó sẽ là một chiến thắng cho cả đôi bên hoặc cho cả những bên giữa bạn và những người tham gia vào. Những người từng lấy đi khỏi bạn những thứ gì thì họ sẽ bị vũ trụ tước lại những thứ đó. Và bạn đã từng bị tước đi khỏi thứ gì, bạn sẽ được trả lại bằng tất cả những thứ đó. Vũ trụ cực kỳ yêu thương các bạn, bởi vì vũ trụ biết các bạn đã làm hết sức khả năng và các bạn đã sống đúng với những gì mà cái hợp đồng linh hồn đã cam kết. Và các bạn đã và đang làm rất chính xác, các bạn đang lựa chọn đúng những gì. Thứ nhất là do bản thân các bạn biết nó là đúng đắn đã, và thứ hai đúng là kế hoạch của bên trên đang vẽ đường cho các bạn, nó đang rất là khớp nhau. Ở đây cũng nói về sự cân bằng. 6 ly nó cho thấy được rằng là tình trạng mà bế tắc trong các mối quan hệ chấm dứt, cái sự chờ đợi một ai đó đến với các bạn chấm dứt, cái sự chờ đợi trong cái việc là cô đơn mòn mỏi một cách độc thân lâu dài chấm dứt. Các bạn sẽ cực kỳ tự tin trong cái mối quan hệ này nha, dù nó là những cái người bạn thật sự hay nó là một cái người yêu, một cái người mà bạn có cái sự kết nối, bạn có cái sự gọi là thầm thương trộm nhớ, hay ngược lại họ thầm thương trộm nhớ bạn, thì hãy chắc chắn rằng là bạn sẽ cực kỳ cảm giác là vui vẻ, hạnh phúc trong cái mối quan hệ này. Và bạn sẽ biết được rằng là sau rất là nhiều những cái biến cố về tình cảm, bạn sẽ biết cách để cư xử như thế nào cho đúng. Và ngược lại họ cũng sẽ trân trọng cái sự xuất hiện của bạn trong cuộc đời của họ. Ôi cái tụ này, mỗi tội đây không phải tụ của mình. Rồi, chúc mừng các bạn trong tụ 1. Hai xu,
đừng có quá đắn đo, đừng có quá lo lắng, đừng có quá đặt cái việc là nên làm sao mới đúng, bởi vì bây giờ hiện tại nó vẫn đang chưa xảy ra. Kể cả khi bây giờ các bạn đã dùng trực giác, các bạn mập mờ thấy điều đấy, thì đến khi từ bây giờ cho đến lúc nó xảy ra thực tế, nó vẫn còn một khoảng thời gian nữa cơ. Mà trong cái khoảng thời gian đấy vẫn còn rất nhiều thứ vẫn phải thay đổi, vẫn điều chỉnh. Đấy là tùy thuộc theo bên trên thôi. Thế nên là cái việc của bạn không cần phải lo lắng, cũng không cần phải quá gọi là xem là bạn nên chuẩn bị thế nào kể từ bây giờ. Điều đấy không cần thiết. Cái việc bạn cần làm đó chính là hãy sống như bạn của cái sự tự tin này. Hãy tiếp tục đứng vững với những cái sóng gió, hãy tiếp tục làm những gì bây giờ bạn đang làm để thay đổi, để cải thiện bản thân, để phát triển mỗi ngày. Đấy mới là những gì bạn cần làm. Và tiếp tục cái quá trình tu tập của các bạn. Tụ 2, các bạn có điều gì đang tới với bạn mà bạn chưa thấy? Các bạn nhớ quay trở lại cái bảng đầu tiên để kết hợp với cái trả bài này nha. Thiền định mang lại câu trả lời, lắng nghe trực giác và câu trả lời là có. Tụ này có rất nhiều từ khóa. Đầu tiên hãy tìm kiếm bản thân bạn. Trong những cuộc vui, trong những sự sáng tạo vô bờ bến, trong những cái tháng ngày bạn đi chơi, trong những cái sự vui vẻ, trong các mối quan hệ giữa bạn và một ai đó, hay đặc biệt giữa bạn và chính bạn. Chỉ cần là chính bạn thôi thì mọi thứ sẽ được thay đổi. Số 2 đó chính là sự ổn định bền vững. Khá nhiều bạn ở đây, rất có thể là nhiều người đã từng nói với bạn, hoặc bản thân bạn cũng tự nhận bạn là một người không cần phải có quá nhiều hoài bão, không cần phải có quá việc là khao khát đến thành công bằng mọi giá. Nhưng bản thân bạn vẫn mong muốn để xây dựng một sự gì đó bền vững và chắc chắn cho chính bạn, xây dựng một cái nền tảng dành riêng cho bạn, để bạn muốn sống một cuộc sống độc lập. Điều này có thể nha. Điều số 3 đó chính là khá nhiều bạn ở đây, các bạn là bậc thầy trong việc học hỏi một cái bộ môn nào đó mà không cần phải thông qua trường lớp, không cần phải thông qua giáo viên dạy, không cần phải thông qua những khóa học chứ, những khóa học chính thống, mà các bạn hoàn toàn có thể tự đọc sách, tự nghiên cứu. Ví dụ như các bạn học một ngôn ngữ nào đó rất là giỏi, rất là thạo, mà đấy không phải ngôn ngữ của quốc gia mẹ đẻ của bạn. Và các bạn hoàn toàn có thể mang cái điều đấy đi để đi dạy lại cho người khác, để đi thi, để đi đăng ký du học. Mình lấy ví dụ cho các bạn hiểu. Một thứ gì đó mà các bạn cực kỳ giỏi và nó là tài năng bẩm sinh, và các bạn có thể mang cái điều đấy đi để dạy, để kiếm thêm thu nhập. Một số bạn khác ở đây được kêu gọi rằng là hãy chăm sóc về bản thân hơn, và sau này rất có thể bạn sẽ được dẫn đường chỉ lối để đi theo con đường, để làm thêm một cái nhánh nhiệm vụ nữa liên quan đến cái việc là làm tư vấn dinh dưỡng, bác sĩ tâm lý, làm về chăm sóc sức khỏe, về thể chất, về tinh thần, là những người chữa lành, là những người chăm sóc, là những người vật lý trị liệu, là những người mà nấu nướng, là những người mà tham gia về dinh dưỡng, là những người mà dạy về các chế độ, về thuốc men, chăm sóc sức khỏe thể chất. Wow, các bạn có inspire action, những cái hành động, truyền cảm hứng bằng đam mê. Tất cả những gì đối với bạn, riêng tụ 3 nha, phần thưởng nó chỉ tới khi mà các bạn đặt đam mê của bạn trong công việc sự nghiệp, khi mà các bạn đặt đam mê trong một mối quan hệ, khi các bạn đặt một cái đam mê dạo dực thật sự mãnh liệt vào một vấn đề gì đó bạn làm, thì nó sẽ rất nhanh có cái sự tăng tốc và rất nhanh các bạn có được những thành tựu hơn những người khác. Và ngoài ra có một cái năng lượng mới đến với các bạn về đam mê mới. Rất có thể như mình nói rồi, thông qua một chuyến đi, thông qua một cái sự kiện nào đó bất ngờ đối với các bạn, và vô tình nó đã ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống gọi là nhân sinh quan, thế giới quan của bạn, và nó bắt đầu một cái đam mê mới giống như một ngọn lửa để tham gia vào cuộc sống mới. Có thể như là bạn sẽ bắt đầu thiết lập những cái mục tiêu mới hơn trong cuộc đời này, bắt đầu có thể bạn dám đón nhận những cái cơ hội mà trước giờ bạn từng không nghĩ là bạn nên đón nhận này. Hay ví dụ như là thay vì cái việc bạn biến mọi thứ là sợ hãi và dè chừng, thì bạn sẽ cởi mở ra hơn để bạn biến cái sự dè chừng đấy trở thành cơ hội để bạn phát triển hơn, bạn dám thử thách bản thân hơn. Nhưng bạn được kêu gọi là hãy đứng vững. Đội bảo hộ tâm linh muốn mình nhắn với các bạn rằng là dù các bạn có muốn tiến xa đến đâu, dù muốn lựa chọn cái đích nào, dù muốn chiến thắng ra sao, hãy luôn luôn tiếp đất và để hai chân chạm đất giúp mình. Bởi vì tất cả những thành công, thành tựu các bạn thì sẽ luôn là của bạn. Nhưng cái bạn cần ở đây đó chính là luôn có cái nhìn đúng đắn về nó, và có một cái hành động thiết thực, một cái hành động thực tế, và đặc biệt là cần phải đứng vững hơn nữa, cần phải, thay vì cái việc là đặt ra quá nhiều mục tiêu, đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn, đặt ra quá nhiều những cái bức tranh màu hưởng, những cái sự mơ mộng, thì đã đến lúc cần phải tiếp đất hơn.
Strength, sức mạnh. Tụ 2 và tụ 3 đều có năng lượng của sức mạnh, cho thấy một điều rằng là đôi khi bạn sẽ cảm giác cái quá trình chinh phục của các bạn nó khá là mệt mỏi. Một số bạn khác sẽ cùng lúc, có thể là cuối năm nay đầu năm sau sẽ cùng lúc làm hai công việc cùng một lúc. Thế nên là các bạn sẽ có bị ít hơn cái thời gian chăm sóc bản thân, các bạn ít cái thời gian dành cho gia đình, bạn bè, các bạn ít cái thời gian hơn dành cho những cái thứ mà bạn từng quan tâm trước kia. Bởi vì bây giờ cùng lúc các bạn làm hai thứ mà. Thế nên nó đòi hỏi cái sức mạnh nhiều hơn, nó đòi hỏi sự tin tưởng nhiều hơn, nó đòi hỏi cái việc là chăm chút cho mọi thứ nhiều hơn. Vừa cân bằng được mọi thứ nhưng vừa đồng thời bạn thể hiện ra được cái sự cam kết, cái passion, cái đam mê của bạn với từng lĩnh vực một, và mỗi lĩnh vực bạn đều làm tốt nhất. Yeah. You are not alone. Bạn không đơn độc. Chúng ta ở đây là vì con, chúng ta sẽ không bao giờ bỏ đi. Mặc dù có thể đôi khi sẽ là buồn bã và cảm giác đơn độc dưới dạng của con người, nhưng tuy nhiên, con không nhìn thấy chúng ta không có nghĩa rằng là con không cảm nhận được. Chúng ta hàng ngày vẫn đang gửi sự yêu thương đến cho con. Chúng ta là một gia đình, là những bạn bè và là những người hướng dẫn. Con sẽ không bao giờ đơn độc trên chặng hành trình. Nhờ rất nhiều lá nói về đam mê. Rồi, các bạn có đến hai công việc, hai lựa chọn cùng một lúc nha. Và cái nào bạn cũng thấy là bạn có khả năng, cái nào bạn cũng bạn bị phân vân, không phải vì là bạn không có lựa chọn mà bạn bị phân vân có quá nhiều lựa chọn và quá nhiều thứ bạn có thể làm được và làm tốt. Thế nên nó gây ra cái việc là bạn đang không biết lựa chọn cái nào mới đúng, cái nào mới mang lại cho các bạn sự phát triển vượt bậc. Hoàn toàn nhiều bạn trong tụ ba ở đây sẽ làm cùng lúc cả hai thứ, hai công việc, hai ngành nghề. Không có cái nào gọi là chính hay phụ cả, bởi vì cái nào bạn cũng yêu thích như nhau. Nhưng hãy đảm bảo cho mình, thứ nhất là các bạn không bị kiệt sức trên chặng hành trình đấy, bởi vì các bạn có rất nhiều lá liên quan về cái việc là chắc chắn tiền bạc của các bạn sẽ tăng, chắc chắn thu nhập các bạn sẽ thay đổi, sẽ tốt hơn. Nhưng đồng thời nó buộc các bạn phải có nhiều sức mạnh hơn, nhiều sự kiên nhẫn hơn với chính hành trình bạn đang đi. Và đôi khi bạn sẽ cảm giác chỉ có một mình bạn đang chiến đấu, không có ai có thật sự hiểu được cái sự mệt mỏi bạn phải chịu hết. Thì cái lời khuyên ở đây đó chính là hãy dành cho bản thân những khoảng thời gian nghỉ. Ví dụ như là với mỗi ngày, với hai cái nếu như bạn nào tham gia hai công việc cùng một lúc, hai lĩnh vực cùng một lúc, một lĩnh vực trước, một lĩnh vực sau, thì dành thời gian để nghỉ ngơi vào cuối tuần, hoặc dành thời gian nghỉ ngơi vào những ngày các bạn được nghỉ, không có nghĩ đến công việc nữa, hoặc là đưa cả gia đình đi những cái chuyến nghỉ ngắn. Mình đang thấy ở đây những chuyến đi sẽ cực kỳ nạp lại năng lượng cho các bạn. Hay là những cái ngày mà thật sự được off, nó sẽ rất là tốt cho các bạn trong tụ 3. Có một cái điều muốn nói như thế này nha. Rất có thể cái sự lựa chọn về làm về dinh dưỡng này, chăm sóc sức khỏe này này, nó không phải lựa chọn ban đầu của các bạn ở trong tụ 3. Nhưng có một cái lý do nào đó, ví dụ các bạn liên tục gặp vấn đề về cân nặng và các bạn đã sử dụng rất là nhiều thuốc, rất nhiều những cái chế độ ăn, rất nhiều bài tập nhưng không thay đổi, nó vẫn bị như vậy. Và đã đến lúc bạn cần phải nghiêm túc hơn. Và bạn mới bắt đầu, các bạn mới tìm tòi xem đâu mới là thứ phù hợp nhất với các bạn. Và cũng từ đó nó mở ra con đường chăm sóc sức khỏe cho các bạn. Đấy là một cơ duyên. Cơ duyên số 2 rất có thể là do bản thân bạn hoặc những người gia đình nhà bạn, bạn nhìn thấy họ hay bị những cái chứng bệnh lặp đi lặp lại và bản thân bạn cũng không muốn họ phải liên tục dùng đến thuốc. Thế nên bạn đã cầu xin với vũ trụ rằng có những phương pháp thay thế, và vô tình nó được đến với bạn vào một cái thời điểm trong tương lai. Mình có cảm giác từ bây giờ đến cuối năm thôi, thì tự nhiên bạn thấy nó giống như một cái ánh sáng le lói cho bạn để giúp bạn và giúp chính những người khác, và bạn sẽ theo cái đó. Thế nên là ban đầu rất có thể nó chưa kiếm ra được lợi nhuận cho các bạn đâu, nhưng chắc chắn một điều, nó xứng đáng cho bạn để đặt nỗ lực vào đó. Đấy là câu nói đến từ cái lá bài này nha. Đừng mải mê về cái việc là so sánh bạn hay người khác, hay là so sánh là họ đang có nhiều tiền từ lĩnh vực đấy, hay là họ đã vượt xa bạn rồi, hay bây giờ bạn đâm đầu vào đó liệu có phải bị mệt nhọc, liệu có phải là bị chậm quá không. Cái việc đấy nó không quan trọng bằng cái việc là thật sự điều gì mới là quan trọng nhất với bạn, điều gì đang khiến cái ngọn lửa trong tim bạn lúc nào nó cũng hừng hực khí thế. Đấy mới là điều quan trọng. Đừng bao giờ đặt cái chế độ so sánh bạn với người khác, bởi vì bạn có một hành trình rất linh thiêng và bạn có một hành trình riêng. Có bao giờ bạn nghĩ được rằng là bạn phải làm nhiều hơn một công việc so với một người thông thường, bởi vì bạn có khả năng hơn họ, bởi vì bạn dám gánh trách nhiệm hơn họ, bởi vì bạn tin rằng vũ trụ có một kế hoạch rất tuyệt vời cho bạn nên mới dám tin tưởng giao trọng trách cho bạn không? Không cần phải ghen tị,
không cần phải nghĩ là các bạn đang chỉ một mình đơn độc mà không ai biết, thậm chí là không tạo ra thu nhập nên nhiều người đang đánh giá sai về bạn. Tất cả mọi thứ sẽ được tái thiết lập lại. Tại vì các bạn có cái năng lượng của sự cân bằng, có cái năng lượng của công lý mà. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc một. Đừng phán xét chính bạn hay phán xét người khác. Hãy đi dạo nhiều hơn để có được những ý tưởng mới, hoặc ít nhất để cho đầu óc của các bạn nó được thanh thản hơn, nó không bị quá tải cả về thể chất hay về tinh thần nữa, nó không bị những dòng suy nghĩ so sánh hay là cái sự phán xét vẩn vơ này, hay là cái sự lo lắng về cái việc là bạn đi như vậy có chậm hay không, bạn đi như vậy không tạo thu nhập liệu có đúng đường hay không. Hãy đi dạo đi, mọi thứ sẽ tốt hơn. Số 2 là hãy thực hành một cái nghi lễ về cái việc là đốt một cái chiếc bát như thế này. Ở đây với cái hình ảnh ví dụ như thế này, bạn xé một cái mẩu giấy và sau đó là ghi một vài thông tin lên. Ví dụ dòng đầu tiên ghi là bạn kêu gọi sự xuất hiện đến từ tổ tiên, từ thiên thần, từ vũ trụ đội bảo hộ tâm linh. Xong rồi sau đó xuống dòng tiếp theo, xin hãy giúp con, hai chấm. Đó, xong ghi các cái điều mà bạn muốn buông bỏ đi. Và dòng tiếp theo nữa, gạch đầu dòng tiếp theo thì ghi những cái điều mà bạn thật sự muốn thu hút và cần cái sự trợ giúp từ họ. Ghi một cách ngắn gọn, chính xác và rõ ràng thôi. Và sau đó đốt đi để nhờ những cái năng lượng của lửa. Lửa được biết đến là một trong những yếu tố cùng với trái đất, cùng với không gian, cùng với nước chúng ta đang sử dụng và cùng với lửa. Lửa nó là một cái năng lượng của cái việc là xua đuổi những cái năng lượng giận dữ. Lửa là xua đuổi những cái năng lượng của sự bế tắc. Và lửa giúp bảo vệ những thứ linh thiêng và giúp biến cho mọi thứ thành sự thực. Và các bạn cũng cần năng lượng của lửa để kích hoạt đam mê nữa. Rất có thể nhiều bạn ở đây có năng lượng của cung lửa hoặc là năng lượng của cung nước. Tin, bạn phải tin bạn mới làm được mọi thứ. Có rất nhiều thứ mới mẻ đến với các bạn để gọi gì, làm mới lại cái con người mà bây giờ bạn nghĩ là chẳng có gì mới mẻ, hoặc là dù bạn làm gì nó cũng không được gọi là nhiệt huyết như lúc trước. Thực ra nó không phải đến từ việc bản thân cái công việc đấy hay cái lĩnh vực đấy nó không nhiệt huyết, mà nó đến từ cái việc là bạn đang không tìm ra được cái điều mới mẻ gì cho cái thứ bạn đang làm. Thế nên nó mới gây ra cái sự buồn chán, nó gây ra cái sự thất vọng, nó gây ra cái việc bạn không thể tha thứ được cho chính bản thân. Và bạn phải dồn ép bản thân đi đến tận cùng. Nhưng mà tin tưởng ở đây có nghĩa là tin tưởng mọi thứ sẽ được xoay vòng, mọi thứ sẽ được làm đầy. Hãy để ý hơn đến những cái ngày mà bạn cảm thấy như là bạn không có gì. Hãy để ý hơn đến những ngày mà bạn cảm thấy như rằng là mọi thứ đang sụp đổ. Hãy để ý hơn đến những cái nỗi đau bạn phải chịu, kể cả nỗi đau thể chất hay nỗi đau về tâm trí. Hãy xem đâu là cái khoảng thời gian khủng hoảng của bạn. Rất nhiều áp lực, rất nhiều sự thiếu tự tin, rất nhiều những cái gọi là điều không chắc chắn. Và nó đang choán hết những cái tâm trí của bạn để cho bạn không cảm giác bất cứ khi nào cảm thấy yên bình. Để cho bạn đang cảm thấy nuối tiếc, để cho các bạn cảm giác là hình như bạn đang bước ra. Và nó cũng đang khiến cho bạn cảm thấy được rằng hình như bạn đang không thực tế về mục tiêu của bạn. Lời nhắn này. Điều tốt nhất để cho bạn đạt được cái trạng thái mà bạn mong muốn đó chính là hãy buông đi. Buông một người hay buông những người mà bạn thấy không còn cần thiết nữa, để trèo kéo, để lôi kéo, để van xin họ chú ý đến các bạn. Buông đi những thứ mà bạn biết bạn đã cố gắng cho thứ đó mà thứ đó không gặt hái được. Hãy buông đi cả những cái sự hy sinh hoặc là những cái sự hứa hẹn quá mức của một ai đó nữa. Riêng tụ ba các bạn đang được thử thách trước khi các bạn được thấy những thứ mà thuộc về các bạn. Nhưng quan trọng các bạn cần phải học cách buông trước đã. Cái việc các bạn đang nắm quá chặt vì các bạn sợ nó đang tạo ra một rào cản rất lớn ở đây. Nó giống như cái việc là các bạn bị một cái bệnh nào đó nhưng mà đến bác sĩ khám ra như vậy và bản thân các bạn cũng đồng ý như vậy, nhưng mà vì các bạn quá sợ về chữa bệnh nên các bạn cứ nói là các bạn không bị chẳng hạn. Thì vừa rồi đấy là cái thông điệp dành cho các bạn trong tụ ba. Thì mình mong rằng phần nào đã hỗ trợ được cho các bạn. Chúc các bạn sẽ có được những cái giây phút thư giãn khi xem bài.